Chúng ta đã có học qua những điều đó. Mặc dù còn rất nhiều câu chuyện chung quanh cuộc đời của Đức Phật, nhưng mà nói cũng không có hết. Hơn nữa có những cái sự kiện mà chỉ được ghi lại trong sơ giải hay là truyền tụng. Cho nên chúng ta không có học hết. Một chuyện là chán cái hình ảnh ở trong cái bộ sưu tập giờ giới của ngài Goenka, thì cái bức họa đã được thể hiện trong một cái thảm ở nơi mở. Từ trước đến giờ chúng ta chỉ học một số thôi, và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Hòa Thượng Giác Đẳng trình bày cái thời điểm hoàn tất đại nguyện hoằng hóa của Đức Phật. Chúng tôi có ba phần. Phần đầu là sự lựa chọn thời điểm và địa điểm viên tịch của Đức Phật. Phần thứ hai là nhắc đến những di huấn. Và trong những ngày giờ cuối cùng Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng đệ tử. Và phần thứ ba là sau khi Đức Thế Tôn viên tịch để lại di sản cho đời những gì. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Hòa Thượng Giác Đẳng trình bày chi tiết. Bây giờ thì xin mời cô Trung nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung kính Hòa Thượng Giác Đẳng thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thầy, chúng con thành kính tri ân hòa thượng Tuệ Siêu. Dạ, con xin phép được đọc bài. Phần 1, Đức Phật, bài 24, hoàn tất đại nguyện hoằng hóa. Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, giống như tất cả đấng toàn giác trong quá khứ, vị lai. Ngài có một đời sống viên mãn, ra đời là một hoàng tử cao sang, xuất gia trong thời trẻ tuổi, sức sống tràn đầy, viên tịch ở tuổi niên cao lập trưởng. Ngài kết thúc cuộc đời hoằng pháp độ sinh vào năm 80 tuổi trong phong thái của một bậc vô thượng giải thoát. Lựa chọn thời điểm và địa điểm viên tịch. Tại Vesali, kinh đô của dòng tộc Lichavi, Đức Thế Tôn đã công bố thời điểm viên tịch trong 3 tháng nữa. Từ ngày đón ngài, từ bỏ thọ hành để cuộc sống kết thúc theo tự nhiên. Cùng với sự công bố này, đấng thiện thệ cũng khẳng định ngôi nhà giáo pháp Dhamma Vinaya, pháp và luật đã được giảng dạy đầy đủ. Có những tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đã có khả năng lãnh hội thực hành truyền bá. Đức Phật cũng quyết định địa điểm viên tịch là Kusinara, kinh đô của xứ Manla, một vương quốc nhỏ dưới chân rặng Hy Mã là Sơn. Tôn Nanh Đá bạch hỏi Đức Phật, tại sao không viên tịch những kinh đô phồn thịnh của các quốc độ lớn nơi có những đàn tính vua chúa và đông đảo đệ tử xuất gia cũng như cư sĩ. Đức Phật dạy nhiều lý do, nhưng ngài đã đề cập rõ một điểm là sự thịnh suy hưng phế chỉ là một giai đoạn của dòng chảy vô thường. Kusinara theo lời Phật dạy từng là kinh đô hoa lệ của một chuyển đại đế. Cũng có những lý do khác trong sự lựa chọn địa điểm viên tịch, mà trong đó có nguyên nhân sâu xa là khả năng thỏa hiệp để phân chia xá lợi trong hòa bình. Bây giờ cả 16 quốc độ vùng trung thổ đều quy nhận Tam Bảo.
họ đều cương quyết có được xá lợi của Đức Phật, dù phải động binh can qua đầu vua xứ Manla, cương quyết bảo vệ tới cùng để giữ trọn sợi. Sau này, nhờ sự vận động của Bà La Môn Đô Ná về tinh thần từ bi của Đức Phật và giáo pháp, nên các phe phía đồng quyết định phân chia xá lợi và nạn đao binh. Di huấn, ngày cuối cùng của Đức Phật, ngài thọ trai ở nhà người thợ rèn tên Chun Đá và đi bộ hành 15 km cùng với đại chúng tỳ kheo đến ngự viên của vua xứ Manla. Nằm trên phiến đá giữa hai cây sa la, Đức Phật với tâm từ bi vô lượng đã nhắc lên vài việc tương đối nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, như phước báo cao quý của người cúng dường bữa cơm cuối cùng thí chủ Chun Đá, cách xưng hô thích hợp giữa chư tỳ kheo, tăng chúng cần làm gì đối với tỳ kheo chánh ná sa nặc. Trong những giờ phút sau, Đức Thế Tôn cũng vẫn làm một số việc trong vai trò của một bậc chân sư. Ngài đã cho xuất gia người đệ tử cuối cùng tên Suvaddha xuất gia khi người này tha thiết đến gặp để hỏi những ai là bậc giác giả. Đức Thế Tôn cũng dạy việc thờ phượng xá lợi nên để cho người cư sĩ, còn các vị xuất gia hãy chuyên tâm tập. Ngài cũng tạo cơ hội cho tăng chúng nêu lên những cái câu hỏi nếu có về giáo pháp. Những di huấn tối hậu của Đức Phật vẫn là khuyến khích những đệ tử toàn tâm hành trên đường giác ngộ giải thoát. Ngài dạy rằng hoa sa la nở sái mùa cúng Phật, nhưng những ai thành trì giáo pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Đức Phật cũng nói rõ, sau khi Như Lai viên tịch, pháp và luật sẽ là thầy của các con. Lời sau cùng của Đức Từ Phụ, này các tỷ kheo, nay ta khuyên dạy các người, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có sao lãng. Di sản. Mặc dù nhị vị thượng thủ thinh văn viên tịch trước Đức Thế Tôn 6 tháng, nhưng vẫn còn có những thạch trụ tòng lâm để gìn giữ rìa mối chánh pháp sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Đức Phật không tuyển cử một trưởng lão nào để lãnh đạo tăng chúng, thay vào đó là chư tỳ kheo tôn kính nhau theo Hạ Lạp và Đức Đồ. Nếu có gì cần giải quyết thì y cứ vào kinh luật. Một số những bậc tôn túc, cả hai chúng tỳ kheo ni vẫn còn. Chính những vị này đóng vai trò rất quan trọng để truyền thừa giáo pháp, Đức Phật và những thế hệ tiếp nối sau này. 3 tháng sau khi bậc đạo sư viên tịch, một đại hội kết tập tăng tạng được tổ chức tại Rajagaha Magatha với sự chủ tọa của tôn giả Mahakassapa và sự tuyên đọc pháp ngữ của nhị vị tôn giả Ananda và Upali. Lời dạy của Đức Phật cùng với một số các đệ tử Phật được sắp xếp có hệ thống với sự phân loại chuẩn mực cho dễ dàng học và ghi nhớ theo cách truyền khẩu. Sau lần kết tập này, có 5 lần trùng tuyên cho đến nay. Trong kỳ kết tập này, tiếng Magadha được lựa chọn làm ngôn ngữ chép kinh nên là Pali. Thời gian đầu, kinh điển được chia thành hai phần, Pháp, Dhamma và Luật, Vinaya. Sau này, Pháp được chia thành hai là Kinh Sutta và Thắng Pháp Abhidhamma, nên Tam Tạng giáo điển được lưu truyền cho tới nay. Biên soạn giáo trình, Hòa Thượng Giác Đẳng, và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính trình Thủ tục Minh Thạch, cảm ơn của Tịnh Thạch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Từ Sư, đảnh lễ Trì Nguyên Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Và thưa thì hy vọng rằng hôm nay chúng ta có đủ thời gian để đề cập đến một giai đoạn rất là quan trọng ở trong cuộc đời của Đức Phật, trong dòng lịch sử của Phật giáo, và đương nhiên có những ảnh hưởng sâu xa đến tất cả chúng ta ngày hôm nay. Đó là những giờ phút sau cùng của Đức Thế Tôn trước khi Ngài viên tịch Niết Bàn. Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác,
sự định niết bàn của Ngài rất khác với tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, ngay cả những bậc đại đệ tử của Đức Phật cũng không có một sự viên tịch giống như Đức Phật. Và dĩ nhiên Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài là đấng Tathagata hay là Như Lai, thì sự xuất hiện của Ngài khi đản sinh, sự xuất gia khi thành đạo, rồi thành đạo và sự viên tịch niết bàn, thì cũng giống như cái phong cách của tất cả chư vị chánh đẳng chánh giác, dù là trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta cần có một ít cảm nhận sâu lắng để thấy rằng 3 tháng trước khi Ngài viên tịch khởi đi từ Vesali Kindo của xứ Wati thuộc dân tộc Châu Vi đó, thì Đức Thế Tôn Ngài đã xác định rằng trong 3 tháng nữa Ngài sẽ viên tịch. Thưa quý vị, về điểm này thì chúng ta nên hiểu là chư vị A-la-hán, các vị hoàn toàn giải thoát, các ngài có một cái đặc điểm, đó là các ngài không có viên tịch nằm ngoài cái trụ liệu của mình. Cho dù là có những vị A-la-hán là đệ tử Phật ở trong kinh bạo bệnh hay là bị một con rắn cắn, thì cũng không vì vậy mà các ngài viên tịch liền. Thí dụ như em của tôn giả Sariputta bị một con rắn độc cắn và ngài biết rằng ngài sẽ viên tịch, nên ngài yêu cầu chư tỳ kheo hãy đưa ngài ra khỏi hang động để ngài viên tịch ngoài trời. Và điều này đó là một sự kiện rất là hiển nhiên khi vì chúng ta biết về những đệ tử Phật, dù là tỳ kheo như ngài Sa Lợi Phất, một thiền liên, hay tỳ kheo ni như là thánh ni Mahapachapati Gotami hay là chư vị thánh ni khác. Nếu Đức Thế Tôn còn tại thế và những vị này phiên tịch tiếp thì đều đến đảnh lễ và xin phép Đức Thế Tôn, rồi những vị này ra đi. Những đệ tử Phật là như vậy, thì Đức Phật không khác hơn, tức là Ngài cũng có một sự ra đi mà không bao giờ là đột xuất hay là chúng ta gọi là bất đắc kỳ tử, và trái lại là có một cái sự lựa chọn thời điểm. Tuy nhiên sự thời điểm, cái cách lựa chọn thời điểm viên tịch của Đức Thế Tôn lại rất khác và không có một đệ tử nào có thể sánh mặt được. Đó là 3 tháng trước khi Ngài viên tịch thì Ngài đã có một cái dụng tâm trong sự lựa chọn thời điểm và địa điểm viên tịch. Chúng ta nhớ câu nói của tôn giả Đại Sát Lợi Phất là bậc thánh nhân đó không đam mê sự sống, không tha thiết sự chết, nhưng mà các ngài không muốn làm cho trái cây xanh mà phải rụng. Điều này có nghĩa là những vị hoàn toàn giải thoát thì đúng nghĩa là sự viên tịch của các ngài là thuận theo tự nhiên. Tự nhiên ở đây là tự nhiên theo cái thân của mình, cái tình trạng tự nhiên của sức khỏe. Chúng tôi lấy ví dụ là ngày hôm nay, thưa quý vị, có những người mà đáng lẽ là họ đã mất rồi, nhưng mà với cái kỹ thuật tiên tiến của y khoa thì người ta vẫn còn có một cái máy móc, một cái hệ thống gọi là life saving system để cơ thể được tiếp tục tồn tại, tim tiếp tục đập và máu trong ống tiếp tục lưu chuyển với oxy. Nhưng mà khi rút ống ra thì những người này ra đi hoàn toàn. Thì như vậy là những người này đó, cái thân của họ lẽ ra là đã chết rồi, nhưng mà nhờ có life saving system
Thành ra họ có thể tiếp tục giữ cơ thể không có chết, tức là vẫn mềm mại, vẫn có chất ấm. Nhưng mà khi rút ống ra thì họ ra đi. Chúng ta dùng thí dụ này để quý Phật tử hiểu về một cái năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác. Năng lực này ở trong chữ Hán gọi là thọ hành. Tức là khi mà Ngài đã lớn tuổi, cơ thể của Ngài đã đến mức độ lão hóa, thì cơ thể đó, đó nó có cái sự chấm dứt theo điều kiện tự nhiên. Tuổi đó, thể trạng đó, sức khỏe đó thì không thể duy trì sự sống. Nhưng mà đặc biệt Đức Thế Tôn, Ngài là vị chánh đẳng chánh giác, năm đó Ngài 80 tuổi, và cuối đời Ngài, Ngài vẫn đi bộ cùng với chúng tỳ kheo cho đến giây phút cuối cùng, khi mà Ngài đặt chân vào trong đường viên của vua Sumala, và Ngài nằm mà ở trên cái phiến đá giữa hai cây Sala, thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài đã như vậy, chứ không có phải Ngài nằm một chỗ thiên hay dịu dắt. Tuy vậy, trong hành trình dài đó, từ Vương Xá sang Vesali, thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài đã vận dụng một cái năng lực thù diệu của vị chánh đẳng chánh giác là duy trì thọ mạng bằng thần lực của một vị chánh đẳng chánh giác. Thật ra thì với một vị tu tập viên mãn tướng thần túc, có thể duy trì mạng sống cho đến cuối đại kiếp trái đất, nếu các ngài muốn như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên ở đây chúng ta hiểu rằng, đối với một vị chánh đẳng chánh giác, sự duy trì kiếp sống nó tùy thuộc nhiều vào nhân duyên, tùy thuộc nhiều vào sự tự nhiên. Cái nhân duyên mà đại sự nhân duyên chúng ta nói ở đây là sự hoàn hóa độ sinh. Và ở tại Vesali thì Đức Thế Tôn Ngài đã khẳng định với chư tỳ kheo, Ngài xác định rằng Ngài sẽ viên tịch trong 3 tháng nữa. Và trước đó với Mara thì Ngài cũng đã dạy rằng giáo pháp đã được thiết lập. Mới dạy giáo pháp được thiết lập cùng hàm ý rằng bốn chúng đệ tử Phật, chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đã có thể để lãnh hội, có thể hành trì, có thể thành tựu và có thể hoàn hóa giáo pháp. Và chính là lúc thời điểm thích hợp Ngài sẽ ra đi, và Ngài ra đi trong 3 tháng nữa. Thì như vậy chúng ta nên hiểu rằng cái thời gian viên tịch của Đức Thế Tôn là do Đức Thế Tôn quyết định, do Đức Thế Tôn lựa chọn. Và khi Ngài công bố điều đó thì vào ngày trăng tròn tháng 3 khác, 3 tháng sau, đúng ngày trăng tròn về sắc, thì Đức Thế Tôn viên tịch. Và rồi Đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo lên được buổi sáng sớm sau cùng trước khi Ngài Vesali. Đức Thế Tôn Ngài đã đi cất thực cùng tôn giả Ananda và đại chúng tỳ kheo. Ngài đã đưa mắt nhìn Vesali lần cuối cùng với cái nhìn của một con vua chúa. Và rồi thưa quý vị, Ngài đã lên đường về Pawa, của xứ Mala với kinh đô ở Kushinara. Về cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn lựa chọn địa điểm để viên tịch Niết Bàn thì được ghi lại ở trong nhiều bộ kinh và trong sớ giải, thí dụ như kinh Đại Thiền Kiến
Sudarsana của Trường Bộ hay là kinh Đại Bát Niết Bàn Mahaparinirvana. Mà cũng như trong sớ giải, từ lời giải của Đức Phật thì chúng ta nên hiểu khi tôn giả đang ra hỏi Đức Thế Tôn, có những nơi là kinh đô thị tứ với nền văn minh cao sầm uất hùng hoa, mà có những đệ tử thuộc mỗi giới từ thằng vua chúa cho đến dân chúng bình dân đều quy ngưỡng Phật pháp, thì tại sao Đức Phật không chọn nơi đó mà ngài chọn ở một kinh đô nhỏ, ở tại một xứ nhỏ là xứ Ma La? Đức Thế Tôn ngài đã ban bố cho cuộc đời một bài học về bản chất vô thường. Thế nào là lớn, thế nào là nhỏ, thế nào là thịnh, thế nào là suy. Trong vòng thời gian thì thứ vì những điều đó rất là vô nghĩa. Khi mà chúng ta đi hành hương, xe đưa chúng ta qua những thánh tích lịch sử, ở trong đó có Rajagaha, bây giờ gọi là Rajagiha, tức là vương Xá Thành, từng là một trung tâm văn hóa học thuật phồn thịnh bậc nhất thời Trung Ấn, bây giờ tức là kinh đô xứ Ma Kiện Đà, bây giờ chỉ là một vùng xa xôi hẻo lánh. Chúng ta băng qua ngang thủ phủ Bát Na, mà ngày xưa tên gọi là Pataliputta hay là Hoa Thị Thành, đã từng là kinh đô của triều đại Maurya, mà vị vua trị vì là vua Ajit. Bát Na là một trung tâm quyền lực của cả đất nước Ấn Độ, ngày hôm nay chỉ là một thủ phủ của tỉnh Bang Bihar. Chúng ta cũng đến Trường An, bây giờ gọi là Tây An, đã từng là kinh đô của nhiều triều đại cực thịnh của Trung Quốc, từ đời nhà Tùy, nhà Đường, năm Bắc Triều đến nhà Tống, v.v. Bây giờ thì nó chỉ là một thành phố như nhiều thành phố khác ở Trung Quốc. Người ta có câu thành ngữ là Phật đổi sao dời, có nghĩa là trong cái nhìn phàm phu của chúng ta đó, thì người này đẹp, người kia xấu, nhưng mà rồi theo dòng thời gian chúng ta cũng già, cũng bệnh, cũng chết như nhau. Trong cái nhìn của chúng ta thì ở nơi này là đắc địa, là vương địa, ở nơi khác là nơi nhỏ bé, hẻo lánh, tầm thường. Nhưng mà thưa quý vị, điều đó đó nó chỉ là một cái nhìn nhất thời, một điểm thôi. Chúng ta đã về Angkor Wat ở gần Siem Reap, thì chúng ta thấy rằng khi đế quốc Khmer ở thời kỳ cực thịnh đã xây dựng đền đài vào cái được liệt vào gọi là kỳ quan của thế giới. Ngày hôm nay Siem Reap chỉ là một thành phố nhỏ của Campuchia. Phnom Penh thời đó là một nơi hẻo lánh không có gì, bây giờ lại vươn lên trở thành một thành phố lớn Campuchia. Ayutthaya của Thái Lan cũng vậy, đã từng là một kinh đô hoa lệ, rồi bây giờ trở thành một cố đô nhỏ bé bên cạnh cái Bangkok. Thì quy mô mà ngày trước thì Bangkok chỉ là một làng nhỏ hẻo lánh, trước khi mà chứng tướng Trắc Kiện đem quân đến và lập nên triều đại mới gọi là triều đại Trắc Kiện của Thái Lan. Thì như vậy, qua bao lớp sống phế hưng vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, tan hải hóa thương điệp, thì tất cả những điều đó đó nó không có ý nghĩa lớn như chúng ta nghĩ đâu. Đức Phật ngài dạy rằng Kusinara hay là Gautina, từ xa xưa đã có từng là thời là kinh đô của chuyển lương thánh vương Sudarsana. Kinh đô đó về diện tích, về chiều kích, về sự phồn thịnh sầm uất, về văn học nghệ thuật là một đỉnh cao của cả nhân loại. Nhưng mà rồi sao? Rồi cũng vật đổi sao dời. Điều mà Đức Phật dạy không phải là một điều vượt mức hiểu biết của chúng ta đâu, đó là chuyện rất là tự nhiên.
Chúng ta cứ nhìn lại bao nhiêu trung tâm lớn về văn học nghệ thuật, từ nền văn minh Lưỡng Hà qua đến văn minh sông Hoàng Hà, rồi nền văn minh La Hy. Quý vị, mỗi một nơi ở trong một thời điểm lịch sử nào đó đã cực thịnh, đã đóng một vai trò lịch sử rất là quan trọng, rồi dần dần thay đổi. Thì như vậy chúng ta không thể nhìn một sự việc theo cái nhìn mà chỉ có một khoảnh khắc và bây giờ. Và đó là câu trả lời của Đức Phật, là chúng ta không nên có một cái nhìn đóng khung cố hữu, là nơi này đẹp, nơi kia xấu, nơi này thịnh, nơi kia suy, nơi này nhỏ, kia cứ lớn. Và vị nào muốn biết thêm về Kushinara khi còn là kinh đô của xứ Đức Chủ Nhân Vương Sudarsana, tức là tiền thân của Đức Phật, thì chúng ta đọc kinh Đại Thiền Kinh ở trong Trường Bộ. Và thưa quý vị, còn có một lý do sâu xa khác, nó liên quan đến chính trị. Đó là thời bấy giờ có tất cả là bốn cái phương quốc mà chúng ta tạm gọi là tiểu quốc, nằm ở dưới chân Hy Ba Lạp Sơn. Đó là phương quốc của dòng Thích Ca, tức là nơi Đức Phật Ngài xuất thân. Phương quốc của Cô Đi Giá là quê ngoại của Đức Phật. Sumala và Suvachi. Suvachi với Kinh Đô Vesali là bốn cái tiểu quốc nằm trên Hy Ba Lạp Sơn. Bốn tiểu quốc này không thể so sánh được với Kosala, không thể so sánh được với Makatha và những cái vương quốc lớn khác. Nhưng mà chính vì cái sự khiêm tốn về quân lực cũng như về diện tích dân số, thì đó là một sự lựa chọn thích hợp. Chúng ta thử tưởng tượng như vậy. Nếu Đức Thế Tôn Nguyên Tịch ở tại Kinh Đô của xứ Kiều Tắc La, xứ Cô Sá Lá, hay là xứ Ma Thá, tức là xứ Ma Kiệt Đà, và vua là vua A Xà Thế, thì với một quốc gia hùng mạnh, quân đội đông đảo, thì thưa quý vị, chắc chắn rằng sau khi Đức Phật Nguyên Tịch thì xứ Ma Kiệt Đà với sự cai trị của vua A Xà Thế là sẽ giữ trọn tất cả xá lợi của Đức Phật và không chịu phân chia cho bất cứ ai. Bởi vì sao? Bởi vì là người vua binh hùng tướng mạnh mà, tại sao phải nhượng bộ, tại sao phải thỏa hiệp? Nhưng chính vì Đức Thế Tôn này lựa chọn một cái vương quốc nhỏ, và nhờ như vậy đã dẫn đến một sự thỏa hiệp trong hòa bình khi mà phân chia xá lợi. Chúng ta có cân nhắc về phương diện chính trị, quân sự, thì điều này thì chúng ta thấy và chúng ta hiểu được tại sao Đức Phật lựa chọn như vậy. Thứ gì trong sớ giải cũng đề cập đến một số cái nhân duyên sâu xa khác. Thí dụ như việc độ người đệ tử cuối cùng là Sumatra. Và một vài chi tiết dựa trên sớ giải mà chúng tôi không có nói hết ở đây, bởi vì nó sẽ rất là dài. Nói một cách khác thì Đức Thế Tôn Ngài trong sự việc lựa chọn thời điểm và địa điểm viên tịch là Ngài đã có một dụng ý, và điều đó xảy ra 3 tháng trước khi Ngài viên tịch, có thể còn lâu hơn nữa. Nhưng mà chúng ta biết chính thức là tại Vesali 3 tháng trước khi Đức Thế Tôn viên tịch thì sự công bố về thời điểm viên tịch đã được Đức Thế Tôn dạy cho Chư Tăng. Và dĩ nhiên Ngài trên đường đi về Kushinara mà Ngài đã không lựa chọn để đi tịch ở Vesali cũng là một điều được biết, được biết rất sớm 3 tháng trước khi Ngài viên tịch. Chúng ta là người con Phật,
thì chúng ta phải hiểu về điều này để chúng ta nhận ra về một cái phong thái rất là đặc biệt của một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác. Khi mà Ngài có những quyết định liên quan đến thời điểm, địa điểm tuyên tịch Niết Bàn, chúng ta có thể dùng cái chữ gọi là bất phàm, là không có, không có đơn giản, không có bình thường như tất cả chúng ta từng mục đích, từng được biết đối với người thường khác. Ngay cả đối với các vị thánh đệ đệ tử Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng có một cuộc phiên tịch rất là đặc biệt trong đời. Đến đảnh lễ Đức Phật, xin Đức Phật phiên tịch hành trình xa xôi, như chúng ta đã đọc trong bài học trước, về Nalanda, quê hương của Ngài, ở trong chính căn phòng Ngài đã sanh ra và đã tạo cái duyên lành để cảm hóa mẹ của Ngài. Một vị đệ tử của Đức Phật ra đi như vậy, nhưng mà sự ra đi đó cũng không so sánh được với sự ra đi của Đức Phật về những gì mà Ngài đã công bố để chuẩn bị cho cái việc hoàn tất đại nguyện quảng hóa độ sinh. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có đủ thời giờ trong cái thời lượng khiêm tốn của bài học ngày hôm nay để tập trung vào những nét chính. Do đó chúng ta trong phần thứ hai sẽ tập trung vào di huấn của Đức Phật. Gọi là di huấn, thật ra thì Đức Thế Tôn đã để lại tam tạng kinh điển, nhưng mà khi chúng ta gọi là di huấn thì chúng ta tạm đóng một cái khung thời gian, đó là trong một ngày thôi. Ở trong thời gian đó là thời gian Đức Thế Tôn phiên tịch. Ngày cuối cùng Đức Thế Tôn, Ngài thọ thực ở tại nhà một người thợ đèn tên là Chun Đáp. Thực ra thì chúng ta không nên hiểu chữ thợ đèn theo cái cách hiểu ngày nay. Ý chúng tôi muốn nói rằng khi chúng tôi còn nhỏ thì thường thường những người thợ đèn là những người thuộc giới lao động, họ có một cái tài nghệ nhất định. Như ở dưới quê chúng tôi, thợ đèn thường là họ làm dao, làm giá, làm cuốc. Hồi nhỏ thì chúng tôi thấy phục lắm, nhưng mà tương đối thôi, chứ không gọi là giàu. Nhưng mà thợ rèn của Chun Đá, ông có thể coi như là một kỹ sư và có cái cơ ngơi lớn, điều kiện vật chất tương đối tốt. Và quý vị biết rằng công việc của những người thợ rèn lúc đó đó không phải chỉ đơn thuần là làm những vật dụng trong nhà hay nông cụ như nhà nông, mà có thể làm những việc lớn hơn như là binh khí hay làm việc khác. Tức là chúng ta nói chung là không nên hiểu Chun Đá là một thợ rèn bình thường, mà là một người tương đối là khá giả. Và ông đã cung thỉnh Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo về nhà để cúng dường. Chính Chun Đá cũng không biết được đó là bữa cơm cuối cùng của Đức Thế Tôn. Và trong lúc Chun Đá cúng dường với Đức Phật thì thưa quý vị, chư thiên đã đặt vào đó một số thức ăn để cúng dường với Đức Phật. Đó là cái việc mà có lẽ hiếm hoi mà chư thiên có thể làm. Và thực phẩm của loài người pha lẫn với thực phẩm của chư thiên đó, thì chỉ có Đức Phật và những đại đệ tử có thần lực thì mới có khả năng thọ dục, mới có khả năng tiêu hóa. Còn người bình thường thì không thể. Những việc không có đại thần lực không thể tiêu hóa được, tại vì đó là thực phẩm của chư thiên. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài họ thực xong, thì Ngài dạy Chun Đá
là cái phần thức ăn còn lại đó thì đem tìm chỗ nào không có nước mà đổ. Mà thưa quý vị, thường trong kinh hay diễn tả là khi mà cái thức ăn của chư thiên pha vào thức ăn loài người hay thức ăn với chư thiên đổ xuống cái chỗ mà có nước không có sinh vật thì nó sôi lên, thì chúng ta hiểu rằng cái thực phẩm nó hơi khác với thực phẩm bình thường. Và đó là bữa cơm cuối cùng của Đức Phật tại nhà thờ Rạch Chúng Ta. Mỗi lần chúng tôi đi hành hương thì chúng tôi hay đến nơi này, tại vì ngôi nhà của thờ Rạch Chúng Ta về sau này được xây cất với một đại tháp mà khi ngài Quỳnh Trang sang đó đó vẫn còn, rất là lớn, đánh dấu nơi Đức Thế Tôn thọ thực cuối cùng. Bây giờ tuy chỉ còn là nền thấp nhưng mà thực sự rất là lớn, thưa quý vị, rất lớn. Và từ chỗ đó, Đức Thế Tôn ngày cuối cùng trong đời, ngài đã đi bộ cùng với đại chúng tỳ kheo với hành trình 15 cây số, chính xác 15 cây số, từ nhà thờ Rạch Chúng Ta đến một ngự viên, tức là phường nghỉ mát của vua Sư Ma. Và vườn ngự viên này trồng đầy những cây sa la. Cây sa la đó tại miền Bắc Ấn Độ, nơi Đức Thế Tôn đản sinh thành đạo, nó không giống cây sa la mà quý vị thấy ở Việt Nam. Cây sa la mà quý vị thấy ở Việt Nam á, nó có cái hoa giống như hàm rồng màu đỏ, có cái trái mà nó to, mà ở trong tiếng Anh gọi là cannonball, tức là cái giống như quả đạn súng thần nông vậy đó, quả đạn tròn. Và cái trái cannonball này đó thật ra là người Bồ Đào Nha họ đã đem từ Brazil, tức là Ba Tây, sang Tích Lan khi mà họ biến Tích Lan thành thuộc địa. Thật ra cái cây sa la mà ở tại Việt Nam chúng ta biết, vì sau này có nhiều khi chúng ta đọc cái từ gọi là thala hay sala, giống như thala sống đạo đó, sala thala đó, thì thật ra cái cây sala này đó là nó là một sự ngộ nhận hiểu lầm, chứ không phải là cây sala đúng như là nơi Đức Thế Tôn viên tịch hay nơi Đức Thế Tôn đản sinh. Cái hoa sala mà quý vị thấy ở Việt Nam mà hay trồng ở các chùa đó, thì cái sala nó có thể nở 4 mùa, nhưng mà đặc biệt cái sala mà nơi Đức Thế Tôn viên tịch và Niết Bàn á, thì nó chỉ nở vào cuối mùa mưa và tới sang tháng Vesak thì lúc nó không còn hoa nữa. Tức là hàng năm chúng ta về hành hương Ấn Độ thì không, chúng ta không có thấy vào tháng 2, tháng 3 hay tháng 4, tháng 5 mà có hoa sala nở bao giờ hết. Trong khi hoa sala mà quý vị thấy ở Việt Nam đã 4 mùa. Chúng tôi cũng phải nhân đây để nhắc với quý Phật tử hiểu rằng ở trong dòng lịch sử của nhân loại đó, nó có những sai lầm mà chúng ta không thể điều chỉnh được. Thí dụ như là Columbus đến châu Mỹ thì thấy những người thổ dân, gọi những người thổ dân là người India, là những người Ấn Độ. Tại vì Columbus tưởng nó đặt chân đến Ấn Độ, nhưng mà thật ra thì những người đó không phải là người Ấn Độ. Và sau này dù là sự lầm lẫn, nhưng mà ở tại Mỹ người ta vẫn gọi là Indian, tức là nếu mà Indian, nhưng mà Indian này không giống như Indian mà chúng ta biết là người Ấn Độ. Nhưng mà ta vẫn xài cho đến ngày nay. Thật ra có những sai lầm mà không có điều chỉnh được. Thì cái hoa sala ở Việt Nam á, mà chúng ta gọi là hoa sala hay là thala đó, thì cái sala đó không thể, nó không là cái sala. Cây sala mà ở tại nơi Đức Thế Tôn viên tịch, nó giống như là cây giáng hương, thưa quý vị. Giáng hương tức là hoa nó nhỏ và chỉ có một màu, màu ngà thôi, và nở thành từng tùng. Và cái gỗ của sala thì gỗ rất là tốt. Gỗ rất là tốt. Hiện tại thì ở vùng đó người ta vẫn trồng sala để làm để lấy gỗ. Để lấy gỗ. Nên về điểm này thì chúng ta cần lưu ý một chút. Thì vua Ma thì có một ngự viên để cho vua nghỉ mát, và Đức Phật và Chư Tăng á đi đâu cũng thường ghé những ngự viên, vì nó rộng. Chư Tăng đông
và những người viên thì tương đối rất là tốt, và Bhusmala đó là Phật tử. Đức Thế Tôn ngài đã làm hành trình đi bộ, ngài đi bộ bằng cái chân của ngài từ nhà thợ rèn chuyên đá đến ngự viên của vua Mala, cách đó 15 cây số. Đó là chuyến đi bộ cuối cùng ở trong cuộc đời của Đức Phật. Ngày đến đó thì ngài dạy Tôn giả Ananda là ngài sẽ nằm nghỉ ở trên cái phiến đá và giữa hai cái sala. Tôn giả Ananda đã gấp cái y kép của Đức Phật, tức là y tăng già lê đó, y kép, và gấp lại làm bốn trải, Đức Thế Tôn nằm ở đó. Đức Phật là một vị quân vương từ bỏ ngai vàng, ngài là một vị pháp vương mà chư thiên và nhân loại tôn kính. Vào giờ phút cuối cùng, thưa quý vị, ngài cũng đã có một đại sự nhân duyên. Đức Thế Tôn đã đẳng sinh ở thành đạo ở giữa thiên nhiên, giữa núi rừng, thì ngài viên tịch cũng vậy, không khác hơn. Ngài viên tịch ở giữa thiên nhiên, ở bên ngoài trời trống như vậy, ở trên một phiến đá giữa hai cây sa la, và ở tại đó chúng ta tìm thấy một hình ảnh đặc biệt rất là tích cực của một vị toàn giác, của một vị thiên nhân sư, của một bậc đạo sư mà ngài thể hiện tâm bi mẫn đối với muôn loài chúng sanh cho đến giờ phút sau cùng. Chúng tôi thật ra phân vân rất nhiều khi mà soạn bài này, bởi vì thật ra chúng tôi muốn trích nguyên đoạn từ trong cái Đại Bát Niết Bàn để chúng ta cùng nhau đọc và suy niệm về những gì Phật dạy trên cái phiến đá giữa hai cây sa la trước khi ngày viên tịch. Nhưng mà nếu chúng tôi làm vậy thì thật sự quá dài, quá nhiều chi tiết, thì chúng tôi ngại rằng không thích hợp với cái thời lượng của chúng ta, và đặc biệt là sẽ không có đủ để chúng ta tập trung. Nên thì chúng tôi đã không biết, nhưng mà mỗi lần đến hành hương tại Đại Thánh Tích Kusinara để Đức Thế Tôn viên tịch, chúng tôi đứng nhìn bảo tháp, và trong bảo tháp đó hiện còn giữ xá lợi của Đức Phật, và bảo tháp đó có một cái bia đá bên trong đánh dấu nơi Đức Thế Tôn trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi thường đứng đó một mình, và buổi sáng Kusinara rất là tĩnh lặng, và đặc biệt là khi nào cũng vậy. Chưa bao giờ chúng tôi về Kusinara mà buổi sáng không có sương mù thử thịt. Buổi sáng sương mù ra đó, chúng tôi rất là xúc động với những cái cảm giác rất đặc biệt khi mà mình đứng vào sáng sớm tinh sương hướng về đại tháp đó, đánh bóng đó, đánh dấu nơi Đức Phật viên tịch. Và nhớ nghĩ về hình ảnh của Đức Phật ở trong ngày cuối cùng trên phiến đá thể hiện tấm lòng bi mẫn của một vị đạo sư, của một vị thầy, của một người cha. Ngài đã ân cần ân cần hướng dẫn cho chư tỳ kheo, cho cả hai giới xuất gia và tại gia, cho chư thiên và nhân loại về những gì mà cần thiết, mà bản thân của Đức Phật thấy rằng nên làm sao cùng. Chúng ta có thể đọc những điều đó bằng cái tâm trạng bình thường, và chúng ta phải lắng lòng thật kỹ để có thể cảm nhận, để có thể nhận ra được rằng tất cả là sự quan tâm của Đức Phật
vì cái lợi lạc của chư thiên và nhân loại. Quý Phật tử trời, chúng tôi một chút nha. Hello. Dạ thưa thầy. Dạ. Hòa thượng Tịnh Trời hả? Cô có biết tình tích đến sát rồi phải không cô? Dạ. 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 Chết của thầy bà Khoa, thầy dạ. Mà thầy gặp dạ. Dạ được cô, dạ được. Nhưng mà cô nghĩ là mình sẽ nói chuyện sau cho thầy tư đang giảng ở trong lớp đó. Dạ, dạ vâng, dạ, dạ vâng, dạ, dạ vâng, dạ vâng, dạ, dạ vâng. Xin lỗi quý Phật tử. Không quý vị còn nghe chúng tôi được không phải không? Dạ, thưa quý vị. Chúng ta chỉ có thể đơn cử ở đây một số những điều mà Đức Phật dạy. Và chúng ta nhớ rằng đó là những giờ phút trước khi Đức Thế Tôn Phi Đạt. Ngài nói lên điều gì? Ở đây chỉ là một vài cái dẫn chứng nhỏ tiêu biểu. Đức Thế Tôn đã nhắc cái Tôn giả Nân Đa. Sau này có ai mà nói rằng do Đức Thế Tôn đã thọ được bữa cơm cuối cùng tại nhà của Thượng Hình Chuyên Đá mà Đức Thế Tôn viên tịch, người ta có thể đổ lỗi như vậy? Thì Đức Phật Đại Tôn Giả Nân Đa hãy cho người đó biết rằng đó là một bữa cơm có rất nhiều công đức. Hai bữa cơm cúng dường Đức Phật mà gọi là đại công đức, đó là bữa cơm trong ngày Đức Thế Tôn thành đạo và vị thí chủ là Bào Suchara, và bữa cơm khi mà Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn ở trong ngày cuối cùng của đời Ngài. Cái đêm đó Đức Thế Tôn viên tịch thì bữa cơm trưa đó là bữa cơm do thợ rèn Chu Đá cúng dường. Chúng ta phải lắng tâm thực kỹ để cảm nhận lòng bi mẫn của Đức Phật khi mà Ngài quan tâm đến một người cư sĩ đã cúng dường, và Ngài không muốn rằng bất cứ ai sau này lấy lý do rằng do Đức Thế Tôn thọ trai ở tại nhà của Chuyên Đá mà Ngài viên tịch. Hay hoặc giả là trước khi Đức Thế Tôn viên thì thứ gì chúng ta biết là trong cái ngôn ngữ của người Ấn Độ thì người ta hay gọi với nhau pháp hữu, đó chi tỳ kheo. Và Đức Thế Tôn khi trước khi người viên tịch, Ngài cũng nhắc với Tôn giả Ananda gọi chi tỳ kheo là phải nói thật rõ, dùng cái chữ phanh tê và avuso. Phanh tê là vị nhỏ gọi vị lớn gọi vị nhỏ là chữ avuso. Phanh tê là nhờ tôn giả, avuso là hiền giả. Tại vì cái sự xưng hô đó ở trong đó nói lên một cái sự tôn ti trật tự, nói lên sự kính trọng. Và điều này là một điều quan trọng ở trong cái sự duy trì của tăng chúng. Tại vì có lớn có nhỏ dựa trên hạ lạp. Và thưa quý vị, một chuyện khác mà đối với chúng ta thực sự nó không có lớn, nó là chuyện nhỏ, nhưng mà có một ý nghĩa rất lớn. Đó là Đức Thế Tôn nhắc đến trường hợp của tỳ kheo Chan Á. Là chúng ta nghe rất nhiều về Chan Á, một người tính bọc, người đánh xe cho Đức Bồ Tát khi Ngài còn ở trong hoàng cung. Chính
Sanakichana đã đưa Đức Bồ Tát rời Ca Tỳ La về ở trong một ngày trăng tròn tháng Asla. Chính Chana đã mang hoàng bào và những tư trang của Đức Bồ Tát về để trình lại với vua Thịnh Phạn. Vì sau này khi Đức Thế Tôn về thành Kapilavastu thì thứ vị Chana lập tức xuất gia theo Đức Phật. Tại vì xuất gia bằng một tấm lòng trung thành của một người nghĩa bọc. Người nghĩa bọc này đã theo, đã hầu hạ, đã đưa ngài đi xuất gia bằng ngựa kiền trắc. Nhưng mà sau khi xuất gia xong thì thứ vị Chan Ná luôn luôn có một niềm tự hào, có một niềm hãnh diện là mình chính là người đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia. Và trong cái quan hệ thân thiết của chủ tớ, của một vị vua đối với một người tín bộc, thì Chan Ná luôn luôn tự hào về điều đó. Một cái sự hãnh diện rất đời, rất thế gian, rất tầm thường. Và từ cái niềm hãnh diện này, Chan Ná có vẻ như thường tỏ ra khinh thị các vị tỳ kheo khác. Không có ai mà sống trong giáo pháp của Đức Phật mà bằng cái tâm tự hào hãnh diện mà người trưởng thành trong giáo pháp của Đức Phật hết, cho đến khi Đức Phật thì viên tịch. Và một ở trong những việc làm mà Đức Thế Tôn đã làm cuối cùng là ngài dạy chư tăng phải thực hành cái pháp gọi là đanh đá pháp phạm đàn, Brahma đanh đá. Pháp phạm đàn này tức là một hình thức gọi là mặt tận, tức là chúng ta tạm gọi là phạt bằng cách tẩy chay, không nói, không đụng đến. Cha Ná muốn làm gì làm, đi đâu thì đi, tăng chúng sẽ không nói đến. Thì quả thật thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch không lâu, chư tăng làm theo di huấn của Đức Phật, và thì theo Cha Ná không còn Đức Phật nữa. Và khi chư tỳ kheo đã tác pháp ít ma và yêu cầu không có ai qua lại với Chan Đá, Chan Đá thì Chan Đá đã trật tỉnh, đã hối hận và cuối cùng đã thành tựu quả vị A-la-hán. Chúng ta đọc những điều đó đó, chúng ta phải đọc bằng cái tâm tư của một người học trò, đệ tử, bán thế xuất gia, can ngạnh cứng đầu, nhưng may thay là bằng cái lòng bi mẫn của bậc thầy. Đức Thế Tôn ngài đã chọn một cái thời điểm thích hợp. Thật ra khi mà ngài còn tại thế, ngài cũng có thể làm như vậy, nhưng mà làm như vậy Chan Ná sẽ tủi hổ rất là nhiều. Tại sao Đức Phật ngài còn mà ngài không binh mình? Nhưng mà khi Đức Phật để lời lời đó, khi ngài viên tịch rồi, thì Chan Ná mới hối hận. Thì chúng ta phải thấy rằng con người mình, cái sự chuyển hóa nó phải có thời, có lúc thích hợp, chứ không phải nói người đó có cái duyên A-la-hán là A-la-hán liền đâu, không phải vậy đâu. Có những người có duyên A-la-hán phải đi đường vòng thứ vị, đi 5 lần 7 lượt, có khi hoàn tục rồi trở lại tu 5 lần 7 lượt như vậy, rồi có khi phải chờ đến lúc chư tăng dùng cái pháp gọi là bạc tẩn để răn phạt thì mới có thể tỉnh ngộ, rồi mới tu hành giác ngộ. Đời sống con người mình thì cái căn duyên khó nói được, nó có trăm muôn ngàn thứ. Nhưng mà những gì mà Đức Phật dạy về trường hợp của Cha Ná, về cái xưng hô giữa tỳ kheo lớn và nhỏ, về bữa cơm cuối cùng của chuyên đắc, là nhắc cho chúng ta thấy rằng trong giờ phút gần tới cái thời điểm viên tịch Niết Bàn, và Đức Phật Thế Tôn bằng cái lòng đại bi vô lượng vẫn quan tâm những sự quan tâm cần thiết cho những người đệ tử. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không có đủ ngôn ngữ để nói hết với quý Phật tử về điều này, nhưng mà mong là quý vị có đọc suy ngẫm thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất thương, rất kính, và chúng ta rất xúc động khi mà Đức Thế Tôn đã dạy những điều đó ở trong một cái bối cảnh mà nào là vua quan của xứ Ma La đến lễ Phật, chư thiên nhân lễ Đức Phật trong nhiều phút ngày ra đi, nhưng ngài vẫn ân cần dạy những điều này.
Và thưa quý vị, cũng là một hình ảnh khác. Khi mà Đức Thế Tôn đặt chân đến ngự viên của Sumala và Ngài đã dạy Tôn giả Ananda vào ở một cái nơi tụ họp của các vị hoàng thân Mala, công bố rằng đêm nay và lúc nửa đêm Đức Thế Tôn cũng sẽ phiên dịch. Và đây là cái cơ hội cuối cùng cho các vị đến đại lễ Đức Thế Tôn. Thì những vị vua, những vị tôn hoàng trọng và vua Mala đó đều là những người tôn kính Đức Phật, biết ý Đức Phật. Các vị than khóc, và trong cái sự tiến dẫn của Tôn giả Ananda đó, thì các vị sẽ không vào đảnh lễ từng người một, mà đi vào từng nhóm như vậy, để tất cả mọi người trong hoàng tộc có thể đảnh lễ Đức Phật. Và lúc bây giờ thì chính toàn thể dân chúng tại Kusinara được nghe đêm nay Đức Thế Tôn viên tịch. Thì điều này đến tai của một vị du sĩ ngoại đạo tên là Sufada. Sufada là một người tu ngoại đạo, nhưng mà do cái điều kiện nhân duyên của quá khứ đi lẫn quẩn, đến lúc cao tuổi rồi thì vẫn còn canh cánh bên lòng là đã đi để tiếp xúc, đã gặp những vị thầy, những vị danh sư, mà những vị đó đều xưng là mình là người nắm được chân lý, người nắm sự thật. Nhưng mà Sufata thật sự hoàn toàn không biết là ai trong số đó là người giác ngộ sự thật, và những vị, điều vị đã dạy ai cái gì là chân lý hay là không phải chân lý. Và khi nghe Đức Thế Tôn viên tịch thì một cái ý nghĩ khởi lên trong lòng Sufata, đây là cái cơ hội cuối cùng có thể đến gặp Đức Phật, và hỏi lên sự thắc mắc trong lòng nó có cái gì thôi thúc. Sufata đã đến trong lúc mà mọi người đang rất là bận rộn vào để đảnh lễ và cố gắng sống những giây phút cuối cùng với Đức Phật. Ngay cả Tôn giả Ananda khi mà Sufata đến thì tìm gặp mọi người chỉ là muốn cái gì thì đến gặp thì giả của Đức Phật, thì Sufata đến gặp Tôn giả Ananda để xin vào hỏi đạo. Thì Tôn giả thấy rằng đây không phải là để hỏi đạo, Tôn giả đã từ chối. Và Đức Thế Tôn Ngài đã gọi Tôn giả Ananda, hãy để Sufata vào đây. Và khi Sufata vào thì thưa quý vị, Sufata đã hỏi một câu hỏi mà canh cánh trong lòng cả một cuộc đời của mình. Một câu hỏi Sufata nghĩ là quan trọng nhất, đó là trong số những vị giáo chủ, những vị đạo sư mà đã tự xưng mình là vị giác ngộ mà nắm được chân lý, ai là người thực sự giác, ai là người không giác ngộ? Và câu trả lời của Đức Phật rất gọn, rất ngắn: này Sufada, hãy để chuyện nó qua một bên, Như Lai sẽ giải pháp cho con. Đức Phật Ngài cũng phải có thời giờ để một ngày đề cập đến vị giáo chủ này, vị đạo sư kia, giáo lý họ sai chỗ nào, đúng chỗ nào. Mời Ngài nói rằng hãy để chuyện đó qua một bên. Và Đức Phật Ngài đã dạy vị bác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Và Ngài dạy rằng ở trong giáo pháp nào có bác chánh đạo thì giáo pháp đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Tức là ở trong giáo pháp nào có bát chánh đạo thì ở đó có những bậc chân tu thực chứng thành tựu thánh quả. Lời giải đó thì tưởng như là không phải là câu trả lời trực tiếp về câu hỏi của Sufada, tại vì Sufada hỏi rằng ở trong số vị giáo chủ này, giáo chủ kia thì ai là vị giác ngộ thực sự. Đức Phật không nêu ra những vị đó, nhưng mà Ngài đã dạy về bát chánh đạo. Và Ngài cũng dạy rằng ở trong giáo pháp nào có bát chánh đạo thì ở đó có những vị sa môn,
mà gọi là nhất đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ, tức là có bốn thánh quả và có tức là một sự thành tựu. Suvada đã hiểu được sự thật không phải qua con đường vọng nữa, mà Suvada đã hiểu được sự thật qua con đường trực tiếp, không phải hiểu Phật pháp qua chuyện phân tích chuyện thiên hạ, mà hiểu Phật pháp qua cái chân lý. Chân lý đó là giới định tuệ, đó là bát chánh đạo, đó là đạo đế, đó là con đường diệt khổ. Và Suvada đã quỳ xuống lại Đức Phật bằng tất cả cái tâm cảm kính trọng bái ngưỡng, và xin Đức Thế Tôn cho phép được xuất gia theo ngài. Và Đức Thế Tôn đã chứng minh, ngài nói rằng những vị ngoại đạo đến xin xuất gia trong giáo pháp thường là phải biệt trú 6 tháng, nhưng mà Suvada là ngoại lệ. Đức Phật là vị đạo sư mà ngài có quyền đó, ngài cho xuất gia ngay lập tức. Và cái vị tác pháp Yết Ma đó là tôn giả Ananda, và Suvada trở thành một người học trò cuối cùng của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn xuất gia, và rất là nhanh chóng sau khi xuất gia không lâu, Suvada chứng quả A La Hán. Lẽ ra thì đề cập đến chi tiết này, chúng tôi nên nói thêm về cái nhân sự tại sao Suvada là người đệ tử cuối cùng, nhưng mà thời lượng hôm nay không cho phép, nên chúng tôi không đề cập đến, mà chúng tôi chỉ nói rằng Suvada là người đệ tử cuối cùng được Đức Thế Tôn cho xuất gia. Thưa quý vị, ở đây chúng ta phải nói rằng từ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn và cũng nhiều bộ kinh nữa, nhiều bài kinh nữa, có ghi lại những di huấn mà Đức Thế Tôn đã dạy. Nếu chúng ta trích thì có lẽ là chúng ta sẽ không đủ thời giờ. Chúng tôi chỉ nói ở đây ba cái di huấn tiêu biểu của bài học ngắn thôi. Điều thứ nhất mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là khi Đức Thế Tôn này nằm ở trên phiến đá giữa hai cây sala, thì bây giờ hoa sala nở ra và không ai để ý, nhưng mà khi mà người ta để ý rồi thì hoa sala nở rộ ngát hương và một vài cái nhánh hoa đã rơi xuống để cúng dường Đức Phật. Và lúc đó Đức Phật dạy rằng hoa sala nở sáng mùa cúng Như Lai. Nhưng mà này các tỳ kheo, những ai thực hành theo chánh pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Lời giải này mang một ý nghĩa trọng đại và thiết thực đối với đời sống của tất cả chúng ta. Cho đến ngày hôm nay thì mỗi ngày, mỗi giờ ở trên trái đất này, không biết bao nhiêu người dâng hương hoa cúng Phật, đem những lễ phẩm cúng Phật, hương đăng có, hoa quả có, thực phẩm có, xây chùa tháp có, tạo như đền thờ lớn có, tụng kinh niệm Phật có, tất cả là xưng tán, là cúng dường. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rất rõ, trong tất cả sự cúng dường lên Đức Phật, sự cúng dường cao quý nhất đó là hành trì theo lời dạy của ngài. Thí dụ người khác mạo phạm với Đức Phật đến pho tượng Phật, mà chúng ta phản ứng bằng sự chửi rủa sân si, bằng những lời nói miệt thị, ở bên ngoài thì xem ra chúng ta đang bên Đức Phật, đang kính Đức Phật.
Nhưng mà cái tâm sân si của chúng ta, cái thái độ manh động của chúng ta, thì nó cho thấy rằng chúng ta thực sự không đã, đang hành trì lời dạy của Đức Phật. Hay hoặc giả là chúng ta xây dựng một ngôi chánh điện thật đẹp, cúng dường Đức Phật bằng những gì rồi, cả trang nghiêm, nhưng mà chỉ tu điểm cho tượng Phật đẹp, xây dựng một chánh điện đẹp, và bên cạnh đó chúng ta không có sự tu tập về giới, về định, về tuệ, sự thực hành lời Đức Phật dạy trong đời sống, thì thiếu gì? Không phải sự cúng dường đó là vô nghĩa, là không có phước. Cúng dường thì nhiên có phước rồi, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng chính cái sự hành trì đem áp dụng Phật pháp vào trong đời sống mới là cúng dường cao thượng. Chúng ta ca ngợi chánh pháp là cao quý, nhưng mà giá trị chánh pháp nằm ở điểm này là chánh pháp đó có chuyển hóa được tâm tư của chúng ta hay không, chánh pháp đó có thấm nhuần trong tâm của chúng ta hay không, chánh pháp đó có làm chúng ta tốt hơn không, chánh pháp đó có khiến chúng ta mang một tâm lượng rộng lớn hơn không, chánh pháp đó có đủ để khiến được chúng ta sống một cách từ mẫn, từ ái đối với tất cả mọi người, nhiều thân cũng như thù địch không. Điều đó là điều quan trọng. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng ai thực hành theo lời dạy của Đức Phật mới chính là người cúng dường Đức Thế Tôn bằng cách cao quý nhất. Chúng ta cũng được nghe một giáo huấn khác, một giáo huấn mà chúng ta phải khắc ghi trong lòng. Sau khi Như Lai viên tịch rồi thì pháp và luật sẽ là thầy của các con. Thưa quý vị, điều này có nghĩa là mặc dù Đức Phật không còn trụ thế nữa, nhưng mà chúng ta còn đó Tam Tạng giáo điển, còn đó kinh điển ghi lời dạy của Đức Phật. Mỗi những suy tư, những quyết định, mỗi những hướng dẫn cho cuộc sống của mình, có khi nào chúng ta đem đối chiếu với kinh luật Đức Phật đã dạy như thế nào ở trong những trường hợp tương tự như vậy? Thật ra thì có một điều đáng tiếc là ngày nay chúng ta thường nghĩ rằng quy y là quy y với thầy này, quy y với thầy kia, và thực sự là chúng ta quy y với Tam Bảo. Và chúng ta thường đặt nặng về vấn đề tông phái, đặt nặng vấn đề thầy tổ, nhưng mà chúng ta quên hẳn đi rằng cái vị thầy mà cao cả nhất mà tất cả chúng ta cần nghe đó là Đức Phật. Đức Phật không còn tại thế, nhưng lời dạy của Ngài còn. Mà Đức Phật Ngài đã dạy rằng sau khi Như Lai viên tịch rồi thì pháp và luật mà Như Lai giảng dạy là thầy dạy của các con. Chúng ta không thể không nhớ về điều đó. Chúng ta phải nhắc về điều đó, và chúng ta phải luôn tâm niệm về điều đó, chứ không thể xem điều đó chỉ là một lời dạy suông nghe cho có nghe được. Để làm được điều này, thưa quý vị, chúng ta phải học lời dạy của Đức Phật một cách nghiêm túc. Chúng ta phải trở về với kinh điển và phải thường xuyên tự hỏi rằng đâu là lời dạy chân thực của Đức Phật, và trong những trường hợp như vậy Đức Phật đã dạy chúng ta điều gì. Rất đơn giản, tự nhiên sáng nay có một người gọi điện thoại mạ lị chúng ta, nhức nhối chúng ta, chúng ta sân si, chúng ta phẫn nộ, đem đi phân bua với người này, phân bua với người kia, thì chúng ta cũng nên dành một vài phút yên tĩnh đặt câu hỏi rằng nếu một người chửi mắng, hủy báng, mạ lị chúng ta, thì nếu chúng ta đang có được cái duyên gặp Phật trụ thế và Đức Phật sẽ dạy chúng ta làm gì, chúng ta lữ lịch kinh ra. Nó có nhiều trường hợp như vậy, nhiều lắm. Đức Phật đã dạy gì trong những trường hợp như vậy? Hay hoặc giả là tự nhiên mình muốn trở nên giàu có, hết sức là giàu có, để có thể làm việc này việc kia, thì chúng ta hỏi rằng Đức Phật Ngài có dạy chúng ta như vậy không? Có phải Ngài dạy chúng ta là phải giàu thật giàu mình mới làm được việc thiện, phải giàu thật giàu mình mới hộ pháp hay không? Thì tất cả những điều đó nên được chúng ta hỏi trong đời sống. Đức Phật đã dạy, Đức Phật dạy chúng ta những gì qua những trường hợp đó. Và sau hết
là chúng ta là học trò của Đức Phật, dù là xuất gia hay cư sĩ, thì chúng ta phải luôn luôn nhắc rằng cái vị thầy tối thượng hướng dẫn của chúng ta đó là lời Phật dạy, được ghi trong Tam Tạng Giáo Điển. Học một cách nghiêm túc, suy tư một cách nghiêm túc, hành trì một cách nghiêm túc, đó là chúng ta có được vị thầy, đó là chúng ta đi theo con đường của Đức Phật. Và chúng ta nhớ, đây là một trong những di huấn cuối cùng rất quan trọng của Đức Phật. Sau khi Như Lai viên tịch rồi, pháp và luật Như Lai giảng dạy, đó là thầy của các con. Và chúng ta cũng trích ở đây một trong những lời dạy, nhưng mà lời dạy này đặc biệt đó là câu nói sau cùng từ Kim Khổ của Đức Thế Tôn trước khi Ngài viên tịch. Này các tỳ kheo, ta khuyên dạy các thầy, các Phật hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có sao lãng. Khi chúng ta đọc lời giải này thì có thể chúng ta cảm nhận rằng ở đây là chúng tôi nói thôi, quý vị Phật tử đừng trách chúng tôi. Cái chuyện mà các Phật hữu vi là vô thường bình thường quá mà, quá bình thường, chúng ta là con Phật ai cũng học cái đó. Và hãy tin tấn chứ sao lại thì cũng bình thường quá mà. Nhưng thật sự thưa quý vị, câu nói đó có một trọng lượng rất lớn lao mà mỗi người con Phật đều phải biết. Chúng ta sống giữa cuộc đời này có rất nhiều thứ mà chúng ta gọi là giá trị, có rất nhiều thứ mà chúng ta gọi là lý tưởng cao cả để mà theo đuổi, để mà mong cầu để thành đạt. Từ cái sự nghiệp cá nhân đến chuyện xây dựng cả một cái vương quốc, kể cả một cái sự nghiệp truyền tử lưu tôn và bao nhiêu thứ. Chúng ta thường sống với những ý nghĩ mà chúng ta nghĩ rằng rất là to lớn, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên một điều là tất cả sự việc ở trong đời, dù lớn dù nhỏ, dù sang dù hèn, dù thiện dù ác, dù đẹp dù xấu, dù hay dù dở, tất cả rồi đều hủy diệt theo thời gian, không có gì đứng yên một chỗ. Có một điều mà kiến thức của nhân loại ngày nay cũng có thừa nhận, và sự thừa nhận này không phải là do cái quan niệm đạo đức mà là do cái nghiên cứu của khoa học mà ra, rất khoa học. Đó là thưa quý vị, cái trái đất hay là hành tinh xanh mà chúng ta đang sống đó, nó không phải là miên viễn, không phải là vĩnh hằng. Và trái đất đó nó có cái tuổi thọ của nó. Không phải chỉ trái đất có tuổi thọ, mà thái dương hệ này cũng có tuổi thọ. Trong hàng tỷ tỷ thiên hà mà chúng ta gọi là khả kiến của vũ trụ này, không có nơi nào mà có những cái galaxy hay là những thiên hà hay có những thái dương hệ hay là có những tinh cầu mà nó tồn tại với thời gian hết. Chúng ta không nói cái nhỏ đâu, chúng ta nói cả trái đất này, cả thái dương hệ này. Và nếu trái đất, nếu thái dương hệ, nếu những thiên hà không có tồn tại thì có cái gì mà tồn tại ở trên đời này chứ? Có cái gì mà không bị vô thường chi phối? Khi mà Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi đều vô thường, tức là không có gì đứng yên một chỗ, rồi tất cả sẽ dẫn đến chỗ hoại diệt. Nhưng mà chúng ta để ý là dạy này của Đức Phật là không phải nói như vậy để bi quan, để tiêu cực, để thụ động. Thái độ bi quan, thái độ thụ động, thái độ tiêu cực hoàn toàn không phải là thái độ của người con Phật. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng, này chí tỳ kheo,
tất cả pháp hữu vi là vô thường. Các con hãy tinh tấn, đừng sao lãng. Đối với chúng ta, thưa quý vị, khi mà chúng ta nuôi một giấc mộng đi vào cuộc đời, một thanh niên thiếu nữ, tóc còn xanh đời còn đẹp, tràn đầy nhựa sống, khi mà nói đến vô thường và hiểu được lý vô thường, cảm tưởng cũng như là mình đang bị những gáo nước lạnh tạt vào mặt, không muốn làm gì hết. Tại vì sao? Tại tất cả đều là vô thường. Bây giờ mình làm rồi cũng như không, cũng là giả tràng xe cắt biển đông thôi. Nhưng phải như vậy, Đức Phật dạy chúng ta tất cả mọi thứ đều vô thường, không phải để chúng ta bi quan, mà ở tại đó nó phải là một điểm tựa. Điểm tựa đó nó là một cái sức bẩy, nó là một cái sức bật, một cái lực đẩy mà chúng ta cần tinh tấn. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ bị nhận chìm nổi ở trong cái dòng chảy luân hồi đó với muôn vàn đau khổ. Chúng ta đã nhìn qua dòng lịch sử của nhân loại, những đế quốc vĩ đại, từ đế quốc Mông Cổ, đế quốc La Mã, những đế quốc mà xây dựng rộng lớn như của vua A Dục ở Trung Hoa, vân vân, tất cả đều vô thường theo thời gian. Mà nói chi đến ở bên ngoài ngay giáo pháp Đức Phật, một cái đoàn thể tăng lực tồn tại lâu đời nhất trên thế giới 25 thế kỷ, một cái giáo pháp mà ngày nay đã lan rộng đến năm châu bốn biển, thế mà giáo pháp cũng vô thường. Một ngày nào đó giáo pháp của Đức Phật không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Điều đó có trong kinh giải như vậy. Dù là lớn, dù là nhỏ, dù là thô, dù là tế, dù là đúng hay sai, dù là chánh tà, đẹp sống, tất cả đều bị nghiền nát cái dòng thời gian hết. Và trong cái nhìn của những bậc đại giác, những bậc lên trên tất cả đó, thì không có điều gì gọi là để bám víu ở trong cõi tạm này. Mà cái tâm thái chúng ta vượt lên trên. Tại vì nếu chúng ta không vượt lên trên những điều đó, thì chúng ta tiếp tục nằm ở trong cái cương tỏa của ma giới. Chúng ta nằm tiếp tục ở trong cái khổ ải, cái vô thường chi phối. Mà những gì mà chúng ta tha thiết dựa lên vô thường thì chắc chắn chúng ta khổ. Và vì vậy, quán về vô thường để chúng ta ly tham, để chúng ta yểm ly, quán về vô thường để chúng ta tinh tấn, để chúng ta tích cực, quán về sự vô thường để chúng ta nâng cái tầm nhìn của chúng ta vượt lên trên những cái tầm thường, chứ không phải quán vô thường để chúng ta thụ động, để chúng ta tiêu cực. Và chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy: này chi thì kêu tất cả pháp hữu vi là vô thường, các con hãy tinh tấn chứ có sao lãng. Đó là lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Chúng tôi chia sẻ với Phật tử như vậy. Ở trong phòng chúng tôi có một số các tượng Phật này nằm ở trên phiến đá trong nhiều viên tịch. Thật ra thì có nhiều Phật tử rất thích những hình Phật, như là Thế Tôn ngồi thiền để tuyên truyền pháp luôn. Nhưng mà riêng cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi rất là cảm thấy xúc động khi nhìn thấy Đức Phật, cái tượng Phật được tạc khi nằm trên phiến đá trong nhiều viên tịch. Bởi vì ở đó là một thông điệp rất là mạnh mẽ. Hình ảnh đó nhắc cho chúng ta lòng đại bi của Đức Phật. Hình ảnh nhắc chúng ta về cái lý lẽ vượt lên trên cái thường tình. Hình ảnh đó nhắc chúng ta về những cái di ngôn. Mà những di ngôn này tuy rất ngắn nhưng mà đặc biệt rất là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì người Phật tử, nếu mà không có thì giờ để đầu sâu vào tam tạng kinh điển, và chúng ta chỉ nghiền ngẫm những di ngôn cuối đời của Đức Phật trong cái ngày mà Đức Thế Tôn ra đi, cái thời khắc mà Đức Thế Tôn nằm ở trên cái phiến đá giữa hai cây sa la ở đại ngự viên Jumbala, ngài đã dạy những gì đó,
và chúng ta hiểu rõ đó. Thì thứ vì lợi lạc cho chúng ta nhiều lắm. Những lời dạy đó cho chúng ta thấy được lòng bi mẫn vô lượng của Đức Từ Phụ đối với muôn loài chúng sanh. Và những lời dạy đó có thể rất ngắn, như là điều mà chúng ta nói, tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, các con hãy tinh tấn cho các sao lãng. Và chúng ta cũng không có thời giờ để đi qua hết tất cả những chi tiết của kinh Đại Bát Niết Bàn, nên chúng ta chỉ có một vài điều mang tính tiêu biểu được đề cập như vậy. Sau khi nói về di huấn của Đức Phật, chúng ta nói đến một điểm khác trong bài học ngày hôm nay, đó là di sản mà Đức Phật để lại cho đời. Như chúng ta được biết là Đức Phật nhiều lần trong cái tôn ý của Ngài là chánh pháp và tăng chúng sẽ tồn tại ở trong một cái cách thế đặc biệt, mà nó không nằm ở trong cái tập quyền trung ương. Mặc dù sau này rất là nhiều những người Phật tử, kể cả các vị tăng sĩ, thường có cái quan niệm là làm sao để tạo nên một giáo quyền, một cái gọi là tập quyền trung ương, đứng đầu là một vị tăng thống, một vị bô sải. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi phải nói với quý vị một điều rằng, chúng tôi đã đọc lịch sử, đã đi các quốc gia Phật giáo, và đặc biệt bằng cái kinh nghiệm 40 năm, 30 năm mà chúng tôi làm việc ở trong giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất, thì cái cơ cấu mà mang tính tập quyền trung ương, đứng đầu là một vị tăng thống, một cái vị mà gọi là lãnh đạo tối cao, nó là một cái sai lầm rất lớn, đi ngược lại với văn hóa Phật giáo. Đức Phật không bao giờ Ngài dạy chúng ta như vậy. Nó có nhiều lý do, một cách rất là đơn giản. Thì quý vị tưởng tượng xem, cả một quốc độ rộng lớn như Ấn Độ, hay cả thế giới, mà mọi quyết định đều tập trung vào một người, nhất là một quyết định quan trọng, thì thật ra nó tạo nên vô số những khó khăn, những trì trệ. Và cá nhân không thể nào quyết định là một quyết định tối hậu, mà nên dựa vào quyết định của tập thể. Và ở đâu mà có cái, ở đâu có danh lợi, ở đó có sự lũng đoạn. Chúng tôi nói điều này không phải là chúng tôi chê trách, nhưng mà thưa quý vị, Vatican được xem là một cái biểu trưng về tập quyền trung ương tôn giáo. Lịch sử Tòa Thánh Vatican, lịch sử các giáo hoàng có nhiều chuyện phức tạp lắm mà chúng ta không nói tại đây. Mặc dù đó là một tổ chức tôn giáo gọi là mạnh nhất thế giới, ngày nay đó, những cái hồ sơ liên quan đến sách nhiễu tình dục của các vị linh mục mà đã cho chúng ta thấy rằng Tòa Thánh không thể giải quyết hết, mà lại trở thành một vấn đề là phải bao che cho những linh mục đó. Bây giờ xử sao đây? Hay là thí dụ như là vị thượng phụ của giáo hội chính thống giáo, và chúng ta gọi là thượng phụ Moscow á, là vị lãnh đạo của chính thống giáo Đông Phương, mà trong đó 30 triệu người dân Ukraine là tín đồ của chính thống giáo gọi là Eastern Orthodox, mà chính vị thượng phụ chính thống giáo này lại ra mặt ủng hộ Putin, ra mặt ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, và chỉ dựa trên một cái sự thống hộ của Nga, không để cho nền văn hóa Tây phương, Tây Âu xâm thực vào. Bởi vì các vị biết rằng khi Ukraine mở cửa thì dân chúng sẽ không theo nước Nga mà sẽ theo Tây phương. Chúng ta có từng nghe những cái sự lãnh đạo mà đầy máu và nước mắt của Khomeini, giáo chủ
Ayatollah Khomeini của Hồi giáo. Một cái bài học muôn thuở là chính giáo phân ly, tức là sự tách biệt giữa tôn giáo và chính quyền phải được thiết lập. Đó là điều tốt nhất. Chúng tôi không tin và mãi mãi không tin vào cái giá trị hiệu năng của một cái vị lãnh đạo tối cao trong Phật giáo. Và chúng tôi phải nói rằng Đức Phật không bao giờ đề bạt cắt cử một cá nhân nào đó trở thành cái vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo hết. Thứ vì điều này nó sai lầm, nó phức tạp lắm. Và chính vì sai lầm này mà giáo hội Phật giáo Đông thống nhất trả một giá quá đắt. Quá đắt cho cái sự phân hóa, tê liệt và dẫn đến tự hủy. Và chính vì sai lầm này mà các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đã tạo nên những bi kịch của các tôn giáo. Và chúng ta có đọc lịch sử và chúng ta có hiểu thì chúng ta mới thấy tại sao Đức Phật không có cái ý là cắt đặt một vị nào trở thành một vị lãnh đạo đầu tiên thừa kế Đức Phật. Chúng tôi biết rằng có những cái quan niệm truyền thống, ví dụ như là quan điểm truyền y bát của Thiền Tông. Mà Thiền Tông nó là 33 vị tổ là truyền thừa y bát, khởi đầu là Ngài Ca Diếp tới Ngài Nanda phương Phật, Ngài A Nan là địa vị tổ, Ngài Ca Diếp địa giác tổ. Thì chúng tôi nói điều này có lẽ là những vị thầy hay những Phật tử bên Bắc Tông á, có thể là phiền đắc chúng tôi rất là nhiều. Cái chuyện mà truyền y bát của 33 vị tổ Thiền Tông đó, nó là một cái chuyện phản ngược lại về cái tôn chỉ của Thiền Tông rất nhiều. Tự nhiên thiền, tự nhiên cái nhiều mối của thiền định nằm ở chỗ y bát và truyền thừa bởi những vị đứng đầu đã dựng sai vô cùng. Đức Phật không bao giờ Ngài muốn tăng chúng tồn tại với một tập quyền trung ương, với một vị người lãnh đạo tối cao, với một cái cơ cấu quy định tất cả. Chúng ta phải hiểu điều này. Phật giáo đã tồn tại trong 2.500 năm qua, trong 25 thế kỷ vừa qua, và với cái tồn tại của tập thể tăng chúng, bốn vị tỳ kheo gọi là tăng, thì dĩ nhiên là có rời rạc, dĩ nhiên có những lúc không đồng bộ, dĩ nhiên là có những trường hợp phức tạp, nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn tốt hơn một cái hệ thống gọi là thống thuộc trung ương từ trung ương xuống địa phương. Chúng tôi thú thật với quý Phật tử á, là trong đời của chúng tôi không bao giờ mơ ước về một cái tổ chức tập quyền trung ương hết. Tại vì điều đó nó thường dẫn đến sai lầm lắm. Thưa quý vị, tưởng tượng như nước Nga bây giờ mà chỉ với Vladimir Putin, một nhà độc tài mà đã đưa nước Nga vào, bây giờ thì thấy nó hùng mạnh lắm, nhưng mà nó sẽ dẫn đến chủ tự hủy. Bởi vì sao vậy? Tại vì tất cả quy vào tay một cá nhân. Sự tồn tại của một quốc gia, sự tồn tại của một cái tập thể, sự tồn tại của một cộng đồng không nên nằm ở trong tay của một cá nhân. Và điều đó điều chúng ta nên hiểu. Rất là may mắn là khi Đức Thế Tôn viên tịch, mặc dù như vị thượng thủ thinh văn, tức là tôn giả Sariputta và tu giả Moggallana đã viên tịch trước đó 6 tháng, thế nhưng còn có rất nhiều vị trưởng lão bên tăng cũng như bên ni. Chúng ta nói tới tôn giả Mahakasapa, tôn giả Upali, tôn giả Ananda, tôn giả Aniruddha, nhiều vị khác. Những vị này đã thay mặt cho Đức Thế Tôn, đã truyền đạt lời cho hậu thế về một thời hoàng kim của chánh pháp, về thời mà bậc đạo sư trụ thế. Ngài đã sống như thế nào, Ngài đã dạy những gì, và Ngài đã hành xử ra sao. Và thưa quý vị, những đệ tử này đã làm công việc của các ngài, là bổn phận của các ngài ở trong cái mà chúng ta gọi là cái khuôn khổ cho phép của một cộng đồng tăng chúng. Và các ngài đã làm tốt. Chúng ta phải hiểu đến cái cộng đồng tăng chúng đó. Và khi mà Đức Phật, Ngài quán sát về ai là người được Đức Thế Tôn tôn kính trong cuộc đời này, thì Đức Phật Ngài nói là không có cá nhân nào để Đức Thế Tôn có thể tôn kính. Bởi vì không có cá nhân nào mà vị trí đức hơn Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn sẽ tôn kính giáo pháp, và đồng thời tăng chúng cũng xứng đáng nhận được sự tôn kính như vậy. Tăng chúng ở đây là một tập thể, một đại
một cái số lượng đông đảo cộng đồng. Chúng tôi lấy một ví dụ đơn giản thưa quý vị. Bây giờ cái chuyện hiện tại là Hòa Thượng Tịnh Sự, ngài là người mang cái môn thắng pháp Abhidhamma về Cường Đạt ở Việt Nam. Ngài có dạy một số cái đệ tử, nhưng mà ngài Chư Bi lại nói rằng vị sư A, sư B sẽ là người thừa kế ngài, ngài Trường Y Bác, là người quyết định là cái đúng sai của tất cả sau này những vị giảng đại. Không có, ngài đã cống hiến hết cái khả năng của ngài và những vị truyền thừa như là sư trưởng và những vị về sau này, và mỗi một vị đó là phải mỗi một vị phải đóng cái vai trò của mình để tiếp tục duy trì, thì đủ đó tồn tại hơn là giao hẳn cho một cá nhân. Cái nhìn xa, cái hiểu biết thật sự của đời sống đó là mà Thượng Hộ Giác này có nói là việc đạo là việc của thế hệ. Chúng ta nói một thế hệ tức là chúng ta nói một tầng lớp, một đại khối lớn, chứ không phải việc đạo là việc của cá nhân. Khi chúng ta làm việc đạo mà chúng ta quan niệm cá nhân, chúng ta quan niệm rất sai, sai lắm. Việc đạo là việc của thế hệ. Dạ. Thế hệ đó được học hỏi, được hấp thụ, được giáo dục, trưởng thành. Và thế hệ đó sẽ kê vai gánh vác lấy sự tồn tại. Đừng bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của Phật Pháp, của Tăng chúng sẽ dựa trên vị sư A và vị sư B, không có đâu. Việc đạo là việc của thế hệ. Chúng ta phải nhớ điều đó. Và Đức Thế Tôn khi Ngài ra đi đó, thì một trong những di sản quan trọng của Ngài đó là Tăng chúng. Tăng chúng đó được Đức Phật, Ngài ban hành giới luật. Tăng chúng được Đức Phật Ngài hướng dẫn về cái tôn chỉ học Pháp, hành Pháp và chứng đạt. Tôn chỉ đó đã được Đức Phật Ngài truyền dạy qua Tập Tạng Kinh Điển. Thì chúng ta nói rằng Tăng chúng là một di sản rất lớn mà Đức Phật để lại. Thật ra đây là một đề tài rất là quan trọng mà có dịp sắp tới nếu chúng ta sẽ trở lại, vì ngày hôm nay chúng ta không nói. Bây giờ chúng ta đề cập đến một cái di sản rất là quan trọng khác của Đức Phật. Dĩ nhiên, đó là lời dạy của Ngài. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế thôi, thì chánh pháp được Đức Thế Tôn giảng giải. Và Ngài giảng giải trong rất nhiều cái nhân sự khác nhau. Và bên cạnh Đức Phật thì cũng có những đệ tử, những bậc thánh như Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, hay là Tôn giả Ananda và nhiều vị nữa. Và có một sự kiện mà chúng ta nên biết, đó là sự ban hành giới luật. 20 năm đầu trong cuộc đời hoằng đạo của Đức Thế Tôn thì Ngài không có ban hành giới luật. Cái tỳ kheo tu tập rất tốt và thỉnh thoảng có một vài điều nhỏ cần phải điều chỉnh thì Đức Phật dạy thôi, nhưng mà không gọi là giới luật. Và cái giới bổn mà chúng ta nghe trong Ovada Pratimokkha đó, đó là những lời dạy về sự tu tập hơn là những điều giới. Khi mà Đức Phật Thế Tôn ban hành giới luật rồi thì chúng ta cứ tưởng tượng là ví dụ Đức Phật Ngài dạy về phép nhập hạ, dạy về cái phép tác pháp yết ma, dạy về một cái điều ứng đối trị hay tăng tàng hay bất cộng trụ, thì một điều mà Đức Phật Ngài dạy như vậy đó đã có ban hành thì phải có áp dụng. Nếu mà luật mà chỉ có ban hành mà không áp dụng thì nó không thành luật được, nó gọi là luật. Và do vậy, để làm việc này, thì Đức Thế Tôn Ngài đã, ở trong kinh điển thì không có ghi, nhưng mà chúng ta có thể nhận ra được là Ngài thường trụ lập một nơi, đó là Xá Vệ, vào mùa mưa. Và sau mùa mưa đó, sau mùa ẩn cư Ngài thấy đi nơi khác, nhưng mà Ngài tập trung vào một nơi. Tại vì sự ban hành giới luật của người xuất gia đó, cần đến tới một cái sự tập trung. Ví dụ như Đức Phật Ngài
có thể cùng lúc giảng đạo ở nhiều nơi. Nhưng mà mai mốt tăng chúng nói rằng giới luật ở xá vệ chỉ đã áp dụng ở trong xá vệ thôi, không thể áp dụng ở Tích Lan. Tại vì Tích Lan Đức Phật Ngài có ban hành giới luật riêng. Thành đất thì thành lập giới luật nó phải nhất quán. Chúng tôi lấy ví dụ như là nước Mỹ có 50 tiểu bang, nhưng mà cái chuyện lập pháp thì phải làm ở Washington DC, không phải ở California, không có phòng ốc, không có cơ sở, không phải ở Texas, không có khả năng làm việc đó. Nhưng mà đại luật thì nó phải bắt nguồn từ một gốc mới được ứng dụng được. Thành ra 25 năm cuối đời của Đức Phật thì 24 năm Ngài an cư ở tại xá vệ. 24 năm Ngài an cư tại xá vệ. Và một điều khác là Đức Phật đặc biệt phó thác cho một người thay mặt Đức Phật để trở thành một vị chuyên luật sư, là một vị có thẩm quyền để xác định đó là luật hay không phải luật. Và cái vị chuyên, một cái vị luật sư đó, vị chuyên về luật đó, không ai khác hơn là Ngài Upali. Rất là thú vị thưa quý vị. Ngài Upali, Ngài có cái xuất thân rất là tầm thường, là một người thợ hớt tóc cho các vị hoàng tử của dòng Thích Ca. Thế mà khi Ngài đi xuất gia đó, thì Ngài rất là ưu việt ở trong việc hành trì. Chẳng những là một đệ tử ưu tú, mà đôi lúc Ngài có xin Đức Phật vào trong rừng để độc cư tu tập. Và Đức Phật này đã dạy người Upali nên ở lại giữa tăng chúng. Đức Phật dạy như vậy bởi vì Ngài có lý do của Ngài. Ngài có lý do của Ngài. Mà người Upali trở thành một vị đi theo Đức Phật và được Đức Phật trực tiếp giảng giải về giới luật. Ngày nay học luật nó là một cái bộ môn hẳn hồi, chúng ta gọi là luật học, chứ không phải là khi mà mình nói về cái luật á, ai muốn nói sao cũng nói. Luật của Đức Phật không phải như chúng ta chỉ biết về ngũ giới không, mà ngay cái ngũ giới ngày nay người ta cũng không rõ, không rành đến cái việc phải có vị giảng giải rõ ràng. À, sử dụng giới sát sanh có bao nhiêu chi và làm thế nào mới gọi là sát sanh, chứ không phải nói cách đại khái qua loa như nhiều người nói. Đó là ngũ giới thôi, đừng nói chi là những giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni, vân vân, của tăng chúng. Thì Ngài Upali được Đức Phật Ngài trực tiếp hướng dẫn như vậy. Và bên cạnh Ngài Upali thì chúng ta lại có một cái duyên may rất lớn. Mà ngày nay người Phật tử, nhất là Phật tử Việt Nam á, thì đôi khi là thứ gì chúng ta thường thờ lại những vị Bồ Tát, những vị thần này thần kia. Nhưng mà thực ra có một vị mà tất cả chúng ta rất nên thờ, rất nên nhớ tới, và là một vị mà có lẽ suốt cuộc đời chúng ta tu tập được phải biết ơn ngoài cái ơn của Tam Bảo nói chung đó, đó là Tôn giả Ananda. Sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì Tôn giả Ananda là một vị không phải chỉ là thị giả Đức Phật không, mà còn là một vị thủ cố chánh pháp, tức là người giữ kho chánh pháp. Ngài đã biết hỏi, Ngài đã biết lắng nghe để xin được học, được nghe lại tất cả những gì xảy ra gọi là quan yếu, là cần thiết liên quan đến Đức Phật và liên quan đến giáo pháp, ngay cả khi mà Ngài chưa có mặt và Đức Thế Tôn có những ngày tháng ở dưới cội Bồ Đề, ngay khi Ngài chưa là thị giả của Đức Phật. Và thưa quý vị, Ngài lại có một trí nhớ phi thường lắm. Nghe một lần Ngài nhớ rất kỹ. Là một vị hoàng tử, là một vị trí thức, Ngài không phải chỉ am tường về cái vai trò cuộc thị giả, mà Ngài lại nhớ rất tốt, rất chính xác những lời Phật dạy. Ngài tôn quý tôn giả Tá Lợi Phất như thế nào
thì ngài Sa Tắc cũng rất là thưởng thức, rất là kính mến tôn giả Ananda với cái vai trò của vị thủ cốt chánh pháp. Thì thứ vị tôn giả Ananda và tôn giả Upali là hai vị đã làm một cái công việc rất là quan trọng, đó là định hình ba tạng kinh điển mà chúng ta có được cho đến ngày hôm nay. Một vị á thì chịu trách nhiệm về pháp là tôn giả Ananda, một vị chịu trách nhiệm để tuyên đọc về luật là tôn giả Upali. Và ở đây chúng tôi cũng nói thêm là tại Việt Nam chúng ta đó có một cái từ ngữ mà chúng ta xài lầm, đó là chữ kết tập. Thí dụ như chúng ta nói rằng ở trong lịch sử Phật giáo có 6 lần kết tập tam tạng, hay là đại hội kết tập tam tạng lần thứ 6 được tổ chức ở tại Rangoon, tại Miến Điện, v.v. Nhưng mà thưa vì chữ kết tập á, nó chỉ được áp dụng lần thứ nhất thôi, lần thứ nhất tại Vương Xá gọi là kết tập, còn 5 lần sau đó thì chúng ta phải nói là trùng tuyên, chứ không gọi là kết tập nữa. Tại sao chúng ta nói như vậy? Tại vì sự kết tập đó là lần đầu tiên mà những lời dạy của Phật, những lời dạy của các đệ tử Phật được sưu tập, đúc kết, phân chia, hệ thống hóa. Thí dụ những bài pháp dài gọi là trường bộ, bài pháp trung bình gọi là trung bộ, những bài pháp có cùng chung một đề tài gọi là tương ứng bộ, những bài pháp theo pháp số gọi là tăng chi bộ, và những bộ khác gọi là tiểu bộ. Và sau này thì Phật pháp lại có thêm chia làm hai, đó là xuất tá gọi là khế kịch, và Abhidhamma gọi là thắng pháp. Nhưng mà cái công việc đầu tiên của Chư Thánh Tăng với sự chủ trì của ngài Maha Kassapa và với cái sự tương lưu pháp ngữ của vị tôn giả Ananda và Upali là đúng nghĩa chữ kết tập, có nghĩa là lược thuật đọc lại những gì đã được nghe, được biết, phân loại và hệ thống hóa. Và đó là cái bước đầu đặt cái cơ sở cho chúng ta biết về tam tạng kinh điển ngày nay. Các ngài làm một việc rất là khó khăn, đó là làm sao để kinh điển được kết tập thích hợp với một cái phương pháp duy trì gọi là truyền khẩu. Truyền khẩu tức là tụng đọc, và đồng thời cũng là một hệ thống kinh điển mà lớn nhất ở trong tất cả các hệ thống kinh điển của mọi tôn giáo cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói rằng giữa cái cách sắp xếp theo cái hình thức của kinh viện hay hình thức bác học và cái hình thức truyền khẩu, phải có một cách thỏa hiệp. Và ngài Upali và ngài Ananda đã làm việc rất là xuất sắc, rất là xuất sắc, thưa quý vị. Thật ra thì có một điều mà quý Phật tử rất ít khi biết, đó là đặc biệt may mắn trong lớp Phật Pháp Gautama chúng ta có Hòa Thượng Từ Siêu. Hòa Thượng là một vị, không phải chỉ là vị Pháp Sư, mà Hòa Thượng đã từng dịch tạng luật và từng sang định lại, từng hiểu đính lại cái tạng Abhidhamma, tức là tạng thắng pháp. Thật ra thì cái công việc mà lặn lội đào sâu ở trong tam tạng kinh điển mới cho chúng ta thấy được cái sự vĩ đại, cho thấy được những cái tinh hoa mà chứa đựng ở trong một đại bộ phận to lớn của kinh điển. Chúng tôi nói điều này là sự may mắn, bởi vì rất ít vị kể cả những vị xuất gia mà đã có từng đọc qua, từng nghiền ngẫm để mà sang định từng câu, từng chữ, từng hàng, từng bài ở trong tam tạng kinh điển. Mấy cái này nó nhiều lắm, thưa quý vị, nó nhiều lắm. Và mỗi lần mà nhắc
Trên Tam Tạng Kinh Điển thì chúng tôi muốn nói một điều là chúng ta thật sự có một cái kho tàng, một cái di sản, một cái gia tài vĩ đại mà Đức Phật để lại. Chúng ta là con vật mà không thừa hưởng được cái gia tài đó thì thật sự là một điều rất là đáng tiếc, là một điều rất là uổng, một điều rất thiệt thòi. Tại vì chúng ta có một gia tài lớn lắm, thưa quý vị, lớn lắm, nói không hết. Về mặt tư tưởng, mặt ngôn ngữ, mặt lý luận, về rất nhiều thứ, đặc biệt về nghĩa lý. Và nếu trong cuộc đời của chúng ta đó mà chưa thành tựu được thánh quả giải thoát, mà chúng ta chỉ thừa hưởng được một phần nhỏ nào đó của gia tài giáo pháp được để lại đó, thì quả thật chúng ta cũng là người hữu phúc, hữu duyên, hữu hạnh lắm. Nên chi chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có một gia sản lớn, chúng ta là người con Phật, dù là xuất gia tại gia, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào mà mình có mặc cảm là mình nghèo nàn, đó là tại bản thân của mình. Chúng ta không có nghèo nàn đâu, chúng ta có một cái gia tài rất lớn. Gia tài đó là giáo pháp của Phật để lại. Thì thưa quý vị, sau khi Thế Tôn viên tịch 3 tháng, Tôn giả Mahakassapa trong cái ý thức về trách nhiệm và trong sự quan tâm đặc biệt của Tôn giả Mahakassapa, một vị trưởng đạo đệ tử Phật, một vị luôn sống với tâm nguyện làm gương của chúng, một vị có cái hữu duyên là đã được Đức Phật Ngài cho dùng cái y tăng già lê của Ngài, một vị mà được Đức Phật đôi khi Ngài so sánh sự hành trì và chi chứng của Ngài với Tôn giả Mahakassapa, thì thứ gì Tôn giả Mahakassapa đã đứng ra kêu gọi một cuộc kết tập Tam Tạng. Và cuộc kết tập Tam Tạng này đã được tổ chức ở tại hang Thất Diệp ở Vương Xá dưới sự bảo trợ của vua A Xà Thế, có 500 vị thánh tăng toàn là A-la-hán đến tham dự, và trong đó Tôn giả Mahakassapa là vị chủ tọa, và Ngài Upali đã tuyên đọc về luật Ngài Ananda để kết tập về kinh. Một hình ảnh rất đẹp, hình ảnh rất là cao quý, và chúng ta quỳ xuống đảnh lễ nhớ đến cái ơn đức cao cả mà các ngài đã kết tập Tam Tạng để lại cho chúng ta một di sản lớn như ngày hôm nay. Thưa quý vị, đối với di sản của Đức Phật thì chúng tôi lại muốn nhắc đến một cái sự kiện xa hơn, là 200 năm sau khi Đức Phật viên tịch, ở dưới cái triều đại, ở trong triều đại Mauryan mà chúng ta gọi triều đại Khổng Tử, thì một vị vua trong triều đại này nổi tiếng là tinh nhuệ về võ học, về cái khả năng chinh phục để mở mang bờ cõi, và lại là một vị vua rất là tàn ác, đó là vua Ashoka hay là vua A Dục. Khi một vua A Dục đã mở mang bờ cõi rộng lớn, tạo nên một nước Ấn Độ lớn nhất ở trong lịch sử từ trước cho đến ngày hôm nay. Đến mức đó, không phải chỉ có xứ Ấn Độ ngày nay mà còn có cả Bangladesh, còn có cả Nepal, Sikkim, Bhutan, còn có cả Pakistan, còn có cả Afghan, tất cả nằm ở trong cái vương quốc của vua A Dục. Nhưng mà trận chiến cuối cùng là trận chiến ở tại Kalinga mà ngày nay chúng ta gọi Odyssey. Trận chiến tại Kalinga là một trong những trận chiến khốc liệt. Người Kalinga rất là dũng cảm. Và khi vua A Dục sau 3 tháng tấn công tổng lực, thì nhìn lại một vùng đất Kalinga hoang tàn, ở trong máu, nước mắt, trong sự đổ nát. Và nhà vua chợt nhớ đến lời Phật dạy. Và nhà vua đã tìm trở về với nguồn gọi. Đó là hình ảnh của những vị sa môn đắp y vàng để khất thực hàng ngày ở trên đường, rất là hiền hòa, một cuộc sống mà thần dân trong nước đang sống hàng ngày trong tinh thần từ bi của đạo Phật.
Vua A Dục trong sự hồi tâm đã nhanh chóng trở về tìm lại sự hướng dẫn của chư vị A-la-hán trong đó có nhà Upakopta và nhiều vị khác. Và nhà vua đã tự nhận mình trở thành một Phật tử, lắng nghe sự hướng dẫn của các vị thánh tăng. Và từ đó nhà vua đã chuyển hướng sang một con đường khác, đó là dốc lòng hộ pháp. Nhà vua đã làm một chuyến đi hành hương vĩ đại, tự mình cùng với quần thần đi trên những chiếc xe, đi khắp những thánh tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Và ở đâu mà tôn giáo Upakopta chỉ ngón tay là đây là nơi Đức Thế Tôn đản sinh, nơi Đức Thế Tôn viên định Niết Bàn, vân vân, thì nhà vua đã xây dựng những trụ đá mà ngày nay vẫn còn, chúng ta gọi Asoka Pillar, để làm một cái di chỉ, cột mốc thời gian lịch sử ghi dấu cho cuộc đời về sau này. Thứ vị nhà vua cũng kết, cũng nhà vua cũng bảo trợ trong một cuộc trùng tuyên tam tạng lần thứ ba ở tại Kinh-đô Pataliputta, mà ngày nay chúng ta gọi là Patna. Lần thứ hai, lần thứ nhất mà chúng ta gọi là trùng tuyên là ở tại Vesali, sau cái cuộc kết tập tam tạng, và tức là cuộc kết tập tam tạng là diễn ra tại Vương Xá. Cuộc trùng tuyên lần thứ nhất ở tại Vesali, cuộc trùng tuyên lần thứ hai là ở tại Pataliputta, mà thường thường chúng ta gọi là cuộc kết tập tam tạng lần thứ ba. Và nhà vua đã nỗ lực để làm thế nào gìn giữ cái sự hòa hợp của tăng chúng khi mà đã có một số những sự phân hóa. Nhưng mà điều đặc biệt mà nhà vua đã làm đó là cung thỉnh chư vị thánh tăng, ở trong đó kể cả thánh tăng Mahinda và thánh ni Sankhamita là hai người con của vua Dục, sang Tích Lan để hoằng pháp, và những vị khác đi sang các xứ lân bang, ở trong đó có ngài Sona đã đến cái vùng đất gọi là Suvarnabhumi, gọi là kim địa. Mà Suvarnabhumi là một cái từ mình gọi kể cả Thái Lan, kể cả Đông Dương ngày nay, Việt Miên Lào ngày nay, Suvarnabhumi. Và những cái phái đoàn truyền giáo này đi xa qua tận Iran, qua tận Hy Lạp, và chúng ta còn có những dấu tích ở tại Iran thời mà Phật giáo có những tu viện ở tại đó. Kinh pháp đã được quảng diễn xa và rộng, nhưng mà riêng tại Ấn Độ thì nhà vua từ những cái bảo tháp thời Xá Lợi Đức Phật đã phân chia Xá Lợi ra thành nhiều phần, và đã tôn tạo những cái tháp thời Xá Lợi khắp cả Ấn Độ. Và một số thì thưa quý vị, khi mà Hồi giáo vào, Xá Lợi của Đức Phật đã mang sang Tích Lan và Miến Điện và hai cái quốc gia kế bên Ấn Độ, mà ngày nay có rất nhiều cái bảo tháp thờ Xá Lợi Phật. Thưa quý vị, có lẽ một việc làm của nhà vua A Dục mà ngày nay chúng ta còn có thể thấy được ở tại viện bảo tàng Delhi, đó là những cái bia đá. Có một số các bia đá mà có thể chuyển tải về viện bảo tàng Delhi, viện bảo tàng quốc gia được. Có một số thì khắc ghi ở trên những cái vách đá mà không thể đem về, nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn có thể đọc được. Mà qua đó bằng tiếng Brahmi, tức là một thứ ngôn ngữ gần với Pali đó, khoảng 90% giống tiếng Pali. Vì họ đọc tiếng Pali được thì đọc tiếng Brahmi được. Thì ở trên đó nhà vua đã ghi những cái đạo luật, và những đạo luật này được các học giả gọi là những pháp dụ. Tại vì sao? Tại vì đây là những điều luật mà nhà vua ban hành dựa trên pháp Phật. Thí dụ như về chăm sóc cho người già, chăm sóc cho trẻ em, về sự chống lại kỳ thị tôn giáo, về sự chống lại sự chia rẽ, về những cách đối xử dân chúng lại với nhau. Và khi mà những pháp dụ này được khắc trên đá thì không có một vị quan quân địa phương nào có thể lấy tự ý mà đi ngược lại được. Và nếu có điều gì đi ngược lại thì dân chúng sẽ đến pháp dụ đó để chỉ cho biết rằng đó là cái thánh chỉ mà vua Asoka đã ban hành. Và những pháp dụ này là hiến pháp, những pháp dụ này là cái luật được sử dụng ở tại vương quốc
của Đại Đế A Dục. Và những pháp dụ này chứa đựng những lời dạy rất là cao đẹp, đều dựa trên tinh thần bao dung hòa ái, đều dựa trên xây dựng vì cái sự an lạc, vì cái lợi ích của thần dân. Và đây là một bản hiến pháp vĩ đại, bản hiến pháp rất là đẹp. Chúng tôi có dịp đọc bản hiến pháp của Hoa Kỳ, thưa quý vị, có nói đến tinh thần bình đẳng của tất cả con người. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng khi mà cái bản hiến pháp Hoa Kỳ viết như vậy đó, thì cái chế độ nô lệ da đen vẫn còn. Không phải vậy mà khi Tổng thống Abraham Lincoln đó mà giải phóng nô lệ, thì cho đến mãi thập niên 60, thời kỳ mà có chiến tranh Việt Nam, thì cái chế độ kỳ thị, phân biệt chủng tộc vẫn còn mạnh mẽ, rõ nét ở tại Hoa Kỳ. Trong lúc đó thì những pháp dụ của Ba Dục được ban hành đó là được áp dụng ngay lập tức. Chúng ta chưa bao giờ thấy có một thời kỳ thịnh trị, mưa thuận, gió hòa, và một vị vua và lấy cái mực thức của chánh pháp để trở thành những cái đạo luật để an dân trị quốc như thời kỳ của Ba Dục. Và chúng ta sung sướng mà nói rằng đó đúng là một cái di sản mà Đức Thế Tôn đã để lại cho đời. Thưa Phật tử, chúng tôi phải xin lỗi quý vị là hôm nay bài học thì chứa đựng rất là nhiều điều, và lẽ ra chúng ta phải chia làm 3-4 bài học khác nhau, nhưng mà chúng ta gom chung bài học về kết thúc cái đại nguyện hoằng phá độ sinh của Đức Phật, nên chi chúng ta không có thì giờ đi qua hết những cái chi tiết quan trọng. Dù sao đi nữa thì khi mà đọc lại những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời Đức Thế Tôn, ở đó cho chúng ta biết rất nhiều về Đức Phật, về một vị chánh đẳng chánh giác đã ra đời, Ngài đã ra đi như thế nào, và để lại cho chúng ta những di ngôn gì, và cái di sản của Ngài là gì. Và nếu chúng ta là con Phật thì nên hiểu biết những điều đó, tại vì di sản đó không phải chỉ riêng của Tôn giả Ananda hay Upali, hay chỉ riêng của Vua A Dục, mà là của cho tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta, những người con của Ngài, đều có cái quyền để thừa hưởng gia tài của Đức Phật để lại. Chúng tôi xin được chia sẻ một vài điều nhân bài học hôm nay là như vậy. Và xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Trách Tham Ma ở tại đây. Ngày mai thì quý vị, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ mà vị giảng sư là Thượng Tọa Thế Quyền. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô. Sa thủ lành thai. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong đường thành kính đảnh lễ tri ân Hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay, cho chúng con hiểu rõ hơn một chút về những Đức Phật đã để lại tài sản quý báu cho chúng con, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đúc chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học Đức Hòa Tất Mỹ Mạng. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu.
Thank you.